Đây là bồn cầu L L0310 của Eurolife. Đây là dòng sản phẩm mới của tháng 10 năm 2020. Sản phẩm này có chất lượng vượt trội và đủ tiêu chuẩn để xuất sang thị trường khó tính như thị trường Mỹ, Canada, Anh và Australia. Với sứ Grade A có chất lượng cao, được phủ men alo sáng bóng, không bám dính, kháng khuẩn và trắng sáng theo thời gian. Các bạn có thể thấy là cái mặt sứ ở đây rất là sáng và bóng. Đây, chúng ta thấy phần sứ trước, ta thấy phần sứ rất là sáng bóng, đúng không ạ? Cái chi tiết sứ rất là sáng bóng và láng láng mịn, không giống như các dòng sản phẩm khác có trên thị trường. Dòng sản phẩm này với bộ xả Tolando mạnh mẽ, có lực xả cao. Lắp sản phẩm được làm từ UF, có chức năng êm. Lắp UF này khác với các lắp bồn cầu thông thường. Đây là vật liệu cứng, có độ bền cao, chịu lực tốt, có thể chịu lực lên tới 300 kg và không trầy xước. Riêng bồn cầu này thì nắp được bọc một lớp nhôm ở phía sau. Đấy là bọc lớp nhôm phía sau. Phía đằng trước được chuốt cong và lắp có các nút đệm để kê vào phần bồn cầu này, giúp cho việc ngồi êm hơn. Và lắp có thiết kế hơi đóng êm, chúng ta có thể thấy này, lắp đóng rất là êm ái. Lắp đóng rất là êm, cực kỳ êm. Và bồn cầu có thiết kế hình ô vuông, trên thị trường chúng ta thông thường gọi là bồn cầu trứng. Đây là dòng thiết kế ô vuông. Bồn cầu được chuốt cong từ tất cả mọi góc độ. Nút nhấn 3 lít và 6 lít nằm ở phía bên trên. Logo của Eurolife được in là sơ ở phía trên này. Đây, phía bên trong két nước thì được sử dụng bộ xả Tolando với hiệu LT, rất là nổi tiếng ở trên thị trường thế giới. Các bạn thấy là phía bên trong này các lớp phần sứ rất là láng mịn, có đủ thông số sản xuất và mọi thông số khác liên quan đến sản phẩm. Chúng ta thấy lưu lượng nước ở bên trong này rất là thấp, nhưng đảm bảo về vấn đề xả sạch cho bồn cầu. Chút nữa chúng ta sẽ cùng test thử để xem sản phẩm này xả sạch như thế nào nhé. Rồi, tôi sẽ cho vào một mớ hạt lổi. Chúng ta thấy đây là hạt lổi, đúng không ạ? Và bây giờ tôi sẽ nhấn nút 3 lít trước để mọi người xem về sức xả của bồn cầu là như thế nào nhé. Ở đây tôi sẽ nhấn nút 3 lít là nút nhỏ này, chúng ta cùng xem nào, đúng không ạ? Bồn cầu đã hút sạch các quả bóng nổi một cách rất là nhẹ nhàng, không giống như các loại bồn cầu khác phải sử dụng đến 6 lít nước thì chúng ta mới đẩy được. Còn đây thì chúng ta chỉ cần sử dụng nút 3 lít thôi. Chúng ta sẽ cùng test với nút 6 lít xem kích thước của bồn cầu là như thế nào nhé. Để đổ lại cái phần bóng này. Đây là một sản phẩm thực sự là rất là đẹp và có thiết kế trang nhã.
các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có thể thấy nó rất là tinh tế ở mọi góc nhìn. Đó, các bạn có thể thấy là về phần lắp nó đóng rất là êm. Rất là êm. Thiết kế rất là hài hòa và mềm mại. Rồi chúng ta sẽ thử lút 6 lít cho sản phẩm nha. Đây, cái 6 lít là lút lớn này và tôi sẽ nhấn để cho các bạn thấy. Giờ rất là nhanh chóng. Chỉ khoảng 3 giây thôi là mọi trái bóng ở phía bên trong đã được xối sạch. Chúng ta thấy là cái chi tiết này. Sản phẩm rất là đẹp và xứng đáng để các bạn chọn cho phòng tắm của gia đình mình. Euroline lưu ý lại với các bạn, đây là dòng sản phẩm cao cấp của Euroline ra mắt vào tháng 10 năm 2020 với chất lượng sứ đạt tiêu chuẩn để xuất sang Mỹ, Canada, Anh và Australia với lắp UF siêu bền, siêu cứng, không bị chảy xước theo thời gian. Vì vậy mọi người hãy yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này. Nó không giống như bất kỳ loại sản phẩm bồn cầu rẻ tiền nào khác ở trên thị trường. Đây là dòng sản phẩm cao cấp. Vì vậy quý khách hãy yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho phòng tắm, nhà vệ sinh gia đình mình nhé. Chúng ta sẽ thử với nước với không có chai bạch. Chúng ta xem cận cảnh nhé. Hút đầy rất là nhanh. Với sản phẩm này, quý khách có thể đặt hàng ở trên website euroline.com.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0888190901 để được tư vấn và hướng dẫn đặt hàng nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip sản phẩm.